Chào mừng các bạn đã đến với một số nữa của Audiolab, và trên tay mình đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu One More. Thương hiệu này thực sự là mình làm quá là nhiều rồi, khi mà One More luôn luôn đem đến cho mình những cái dòng tai nghe Bluetooth giá rẻ, loanh quanh ở tầm 1 triệu thôi, mà chúng ta luôn 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 có một cái thiết kế cực kỳ độc và lạ. Thực sự là đây là một điều mình rất là khen One More luôn, và có lẽ là bên mảng design của One More làm rất tốt. Và hiện tại thì trên tay mình đây là một sản phẩm tai nghe mới của One More, hay gọi là One More Comfort Buds. Và mình thấy là ở bên nước ngoài ấy, họ đánh giá cái dòng tai nghe One More Comfort Buds này rất là tốt, một trong những chiếc tai nghe có thể gọi là thay thế được cái dòng tai nghe AirPods này. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng test thử xem rằng chiếc One More Comfort Buds này nó có cái gì mà bên nước ngoài họ hứng thú với nó như thế, cũng như là liệu nó có thể thay thế được chiếc AirPods của chúng ta hay không. Ok, và trên tay mình đây là chiếc tai nghe One More Comfort Buds. Các bạn có thể thấy rằng là quả thật lần đầu tiên mình thấy cái kén sạc con này, mình cảm thấy rất là buồn cười và cảm thấy rất là ấn tượng khi mà nó rất là nhỏ. Khi mà mở nắp ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là hai cái phần tai nghe được bố trí rất là gọn gàng, gọi là tối ưu nhất cái không gian của cái kén sạc bé này luôn. Thì đây là chiếc tai nghe của chúng ta. Các bạn có thể thấy rằng là đây là một chiếc tai nghe cũng được thiết kế theo dạng là earbud mà thôi, nhưng mà thiết kế nó khá là lạ. Khi mà ở phần đầu này, chúng ta sẽ có thêm một chút cái phần gọi là foam, gọi là cao su ấy. Nhưng mà cái phần này chúng ta không thể nào thay được. Đây là một thiết kế mình thấy khá là lạ khi mà line giữa tai nghe earbud cũng như là tai nghe in-ear. Với cái thiết kế gọi là cải tiến rất là nhỏ này thôi, nhưng mà cho mình một cái trải nghiệm đeo nó tốt hơn kha khá so với những dòng tai nghe earbud bình thường. Đây, ví dụ những tai nghe gọi là AirPods này, nó chỉ có cái kén sạc đầu này nó trơn bóng này thôi. Và khi mà với chiếc tai nghe này, nó thêm một chút cái phần tip này, nó giúp cho chúng ta bám tai cũng như là cách âm tốt hơn nếu mà so sánh với dòng tai nghe earbud nhá, chứ không thể nào mà so sánh với tai nghe in-ear được. Các bạn có thể thấy rằng là cái phần gọi là phần lưới mesh của cái chiếc tai nghe này thì được là màu đỏ, nhìn nó nổi bật hơn. Không biết các bạn như nào, nhưng mà mình đánh giá rằng nó có một thiết kế khá là hay khi mà nó làm vuốt thon như thế này, hơi giống với những cái chiếc tai nghe nó có cái thiên hướng gọi là tương lai một tí. Về cái công nghệ kết nối thì con tai nghe này nó hỗ trợ là công nghệ kết nối Bluetooth 5.0 hiện đại nhất bây giờ rồi, cũng như là hỗ trợ cả cái codec AAC. Cho nên đây là một trong những chiếc tai nghe mình đánh giá rằng là khi mà kết nối với iPhone ấy, nó rất là tốt. Phần kén sạc của con này nó rất là gọn, nhưng mà nó được sử dụng đó là đây, cái cổng sạc là cổng sạc Type-C hiện đại. Cái phần tai nghe của con này thì nó hỗ trợ đó là IPX5, cho nên là nếu mà anh em nào sử dụng để tập gym nhẹ nhàng thì mình đánh giá là ok, sử dụng ổn. Tuy nhiên, đây vẫn là tai nghe thuộc dạng thiết kế là earbud thôi nhá, cho nên là kiểu gì thì kiểu, nó vẫn không thể nào bám tai quá như là những dòng tai nghe in-ear đâu. Anh em nhớ lưu ý cái điều này, để tránh khi mà tập thể thao nó có thể bị văng, bị rụng ra. Về cái thời lượng pin, thì cái phần housing con này nhìn nó to này thôi, nhưng mà thời lượng pin nó tối đa chỉ khoảng tầm 4 giờ đồng hồ. Còn bình thường nếu mà mình dùng ấy, chỉ khoảng loanh quanh khoảng tầm 3 tiếng rưỡi mà thôi. Nếu anh em muốn những chiếc tai nghe mà thời lượng pin trâu thì có thể tham khảo những chiếc tai nghe khác mà mình đã từng làm trên Relab rồi nhá. Về phần cuối cùng, đó là về phần chất âm, thì mình đánh giá rằng đây là một chiếc tai nghe có chất âm rất là tốt. Khi mà âm thanh của nó cân bằng và nó trung tính, cái mức độ chi tiết của âm thanh mình đánh giá rất là ok, đặc biệt là về phần âm trường của nó rất là rộng và nó thoáng đãng, nó không bị tù, nó không bị bí như là những cái dòng tai nghe trong mức giá rẻ này thường là tập trung vào giải bass nhiều, cho nên là nó khiến âm thanh nó bị bí lại, bị đục. Còn con này nó không bị như thế. Tuy là tai nghe earbud thôi, nhưng mà mình đánh giá rằng cái lượng bass của con này cũng rất là ổn. Bass nó tuy nó không sâu, nhưng mà nó rất chất và nó chắc các bạn ạ. Cho nên là nếu anh em nào mà nghe ở mức trung bình, không có quá yêu cầu về giải bass, thì mình đánh giá đây là một chiếc tai nghe chấp nhận được. Đặc biệt đó là về phần âm trung cũng như là âm cao của con này, thì mình đánh giá rằng nó rất là trong trẻo. Hai giải âm này thì nó sáng, nó tự nhiên và nó chi tiết. Tổng thể âm thanh của con này thì mình đánh giá rằng sẽ phù hợp cho anh em nào mà thích nghe tạp, nghe những âm thanh nhạc có lời nhiều, có độ chi tiết cao, muốn cái chất âm sáng, trong trẻo và rõ ràng. Chứ nếu anh em mà muốn nghe bass nhiều ấy, thì mình nghĩ là không phù hợp đâu. Anh em có thể tham khảo những chiếc tai nghe in-ear của One More chẳng hạn mà mình cũng đã từng làm rồi, thì cái lượng bass sẽ nhiều hơn, âm thanh sẽ sôi động hơn, phù hợp hơn với những cái gu nhạc như thế. Bên trên là bài đánh giá chi tiết của mình về chiếc tai nghe One More Comfort Buds, và mình đánh giá là trong tầm giá 1 triệu này, chúng ta sẽ có được một chiếc tai nghe có thiết kế quá độc và quá lạ.
Nhưng mà chúng ta sẽ có một cái case rất là nhỏ gọn. Chúng ta sẽ có một chiếc tai nghe có thiết kế mang âm hưởng khá là hiện đại. Chất lượng âm thanh mình đánh giá là ok trong tầm giá như này. Chúng ta có một chất âm chi tiết và rõ ràng, trung tính, không có quá thiên về một cái dài nào cả. Đủ chi tiết để cho chúng ta trải nghiệm những bài nhạc như là nhạc có lời. Về khả năng kết nối thì rất là tốt khi mà chúng ta sẽ hỗ trợ cả đây, đó là cả codec AAC. Nếu mà kết nối với iPhone thì nó sẽ rất là ổn định theo thời gian lâu dài. Vậy với anh em, trong giá 1 triệu anh em sẽ lựa chọn gì? AirPods cũ hay là những cái chiếc tai nghe AirPods Red mà Relab bọn mình từng làm, hay là những chiếc tai nghe real chính hãng như ở chiếc One More Comfort Buds như này? Thì anh em có thể comment xuống bên dưới để chúng ta cùng bàn luận nhé. Hiện tại thì chiếc tai nghe One More Comfort Buds này thì mình mượn được ở bên SR Audio. Thì nếu anh em quan tâm thì mình sẽ để cái link của sản phẩm này ở dưới phần comment nhé. Anh em đừng quên là like, share cũng như là subscribe để ủng hộ Relab bọn mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.